Cách đây hơn 7 năm, khu đồi này chỉ là cây keo, cây mỡ hoặc bạch đàn. Những loại cây gỗ phải trồng từ 5 tới 7 năm mới cho thu hoạch. Doanh thu đạt được từ 80 tới 120 triệu đồng trên 1 hecta. Nhưng giờ đây, nó đã được thay thế bằng những khóm măng lục trúc. Một loại măng ngọt có giá trị kinh tế cao. Sau 1 năm trồng, năm thứ 2 có thể cho thu hoạch. Doanh thu đạt từ 150 tới 180 triệu đồng 1 hecta. Cao gấp rưỡi đến gấp đôi so với trồng bạch đàn trước đây, trong khi thời gian chỉ mất 1/4. Hiệu quả của cây măng lục trúc mang lại đã góp phần thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Hai người dân, tức là một hộ gia đình có hai lao động mà chỉ chăm một cái HA này thì trừ chi phí đi một năm là doanh thu dao động từ 180 triệu đến 220 triệu trên một năm cái doanh thu đó. Thế còn lại ví dụ như trồng cây keo, một HA keo chúng ta trồng trong vòng, ta cứ tính là rất là ngắn thôi, trong vòng 5 năm chúng ta thu hoạch thì chúng ta chỉ đạt từ 70 đến 90 triệu trên một HA. Thế cho nên là cái vượt trội hơn ở những các dòng cây khác là cái này năm nào cũng đã được thu và tiềm năng kinh tế là rất cao. Tre lục trúc là loại cây nông nghiệp cho năng suất lấy măng, hiệu quả kinh tế cao được nhiều bà con nông dân ưa chuộng. Bởi vậy, những năm gần đây, mô hình trồng tre lục trúc lấy măng đang nở rộ ở một số tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên, để trồng măng lục trúc đạt hiệu quả, bà con cần hiểu rõ đặc tính cũng như quy trình trồng, chăm sóc. Trồng măng tre lục trúc nên chọn những loại đất có tầng dày từ 30cm trở lên. Tốt nhất là nên chọn những loại đất tời xốp và đất đổi tụ. Ngoài ra, về nhiệt độ của khu vực trồng tre cần phải đạt từ 18 tới 22 độ C, lượng mưa từ 1.400 đến 2.000mm. Đối với địa hình dốc, bà con có thể làm đường đồng mức hay còn gọi là bậc thang để thuận lợi cho việc chăm sóc, thu hoạch. Măng được trồng theo hình thức này, các chất dinh dưỡng sẽ tụ lại quanh gốc, khiến cây hấp thụ được tối đa, tránh lãng phí phân bón. Bà con nên chọn giống tại nơi có uy tín và chất lượng để đảm bảo tỷ lệ sống cao. Tại miền Bắc, bà con có thể trồng từ tháng 2 đến tháng 4 hoặc từ tháng 7 đến tháng 8. Miền Trung, giống tre lục trúc có thể phát triển tốt vào thời điểm tháng 8 đến tháng 11. Đối với miền Nam và Tây Nguyên, bà con nên trồng vào tháng 5 đến tháng 8. Thời gian thu hoạch măng tre lục trúc sẽ là vào từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm. Người dân chỉ cần khai thác những măng mới nhú lên khỏi mặt đất, tiến hành khai thác vào buổi sáng để lựa chọn những loại măng to khỏe và phân bố đồng đều nhất. Bà con nên dùng dụng cụ chuyên dụng để đẩy toàn bộ cây măng lên. Bà con có thể sử dụng loại dụng cụ sắc để cắt măng ở vị trí phình to nhất. Tuyệt đối không nên làm tổn thương phần mắt mầm còn lại. Sau khi hoàn thành việc thu hoạch, không nên lấp đất lại mà cần phơi thân mầm vài ngày. Hiện nay bên cạnh sản phẩm măng tươi, bà con nên đa dạng thêm các sản phẩm chế biến sâu như măng hấp chín, măng chua, măng khô, măng ớt. Đây là cách giúp kéo dài thời gian bảo quản và vận chuyển dễ dàng. Từ đó nâng cao được giá trị sản phẩm, dễ dàng mở rộng thị trường.